Xin mến chào các bạn, chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui và an lành. Các bạn thân mến, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn hai câu chuyện có chung một tựa đề, đó là cho là nhận, trích trên trang truyện ngắn .net. Và tác giả đăng hai câu chuyện trên có tên là Thu Giang. Xin chân thành đáp cảm ơn người bạn Thu Giang luôn chia sẻ những câu chuyện hay để gửi gắm đến mọi người. Câu chuyện thứ nhất. Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi, đến khi đôi chân của ông đã sưng lên nhức nhối, ông thấy một căn lều cũ, rách nát, không cửa sổ. Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ và rỉ sét. Tất cả trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm nước. Người đàn ông vội vã bước tới, vịnh chặt vào tay cầm ra sức bơm, nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả. Thất vọng, người đàn ông lại nhìn quanh căn lều. Lúc này ông mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, ông đọc được dòng chữ ngoạc ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên. Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm, và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy lại vào chiếc bình này. Người đàn ông bật cái nắp bình ra, và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, người đàn ông rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu ông uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn ông có thể sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước từ trong lành, từ sâu trong lòng đất rất nhiều nước. Ông cân nhắc khả năng của hai sự lựa chọn, nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn. Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không. Nhưng rồi cuối cùng, ông cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần của máy bơm. Một lần, hai lần, chẳng có gì xảy ra cả. Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa. Nên người đàn ông kiên trì bơm lên bơm xuống lần nữa. Nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Người đàn ông vội vã hứng nước vào bình và uống. Rồi ông hứng đầy bình dành cho người nào đó có thể không may bị lạc đường như ông và sẽ đến đây. Ông đậy nắp bình lại rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ đã có sẵn trên bình. Hãy làm theo chỉ dẫn, bạn phải cho trước khi bạn có thể nhận. Và các bạn thân mến, đây là câu chuyện thứ hai cũng có chung tựa đề cho là nhận. Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên người bạn của sinh viên, vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh. Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên. Có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân này xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta, rồi thầy và em cùng trốn sau những bụi cây kia để xem thái độ của ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày. Vị giáo sư ngăn lại: này anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc, mua vui cho bản thân. Nhưng em là một học sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta
và chờ xem phản ứng ông ta ra sao. Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó. Chẳng may chốc, người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong. Ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ, ông bỏ đồng tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn. Người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn. Anh sinh viên lặng người vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu. Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về." Các bạn thân mến, đến đây xin chấm dứt video. Cảm ơn các bạn đã xem video và chân thành cảm ơn các bạn đã và luôn ủng hộ cho kênh Nhớ Về Miền Quê. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần tới. Xin tạm biệt.